Các bạn đang nghe tác phẩm Việt sử toàn thư, tác giả Phạm Văn Sơn, thực hiện ban biên tập trang web vietsu.org năm 2021. Phần 3 chương 7 tiếp theo. 8. Trần Nghệ Tông 1370 đến 1372. Trong khi Nghệ Tông lên làm vua thì mẹ Nhật Lễ trốn qua Chiêm, dụ dân Chiêm về phá thành Thăng Long. Nội tình của Trần Triều thế nào đều lọt cả vào tai mắt người Chiêm. Từ trước tới nay chế bồng Nga chỉ đợi một cơ hội thuận tiện là kéo đại quân vào đất Việt. Cơ hội đó có người cáo tỏ, quân Chiêm liền dùng thủy đạo đột nhập cửa Đại An, kéo qua sông Hoàng Giang rồi tiến thẳng vào thủ đô Thăng Long. Sức cản trở của quân ta rất là yếu vì bao năm không ai luyện tập binh mã. Việc canh phòng lại biến nhát nên giặc đi như vào chỗ không người. Chúng đốt phá cung điện, cướp sạch bạc vàng châu báu, bắt đàn bà con gái đem về nước. Giữa lúc kinh thành đổ nát tơi bời, vua Nghệ Tông lánh mình sang làng Đông Ngạn, nay là Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh. Trước cảnh thảm bại này, người dân Việt nhớ lại cái quá khứ oanh liệt của các tiền triều bao nhiêu kể từ nhà Lý, càng chán nản, phẫn uất với tình trạng hiện tại thuở ấy bấy nhiêu. Cảnh thảm bại đó dĩ nhiên đưa lại cho mọi tầng lớp nhân dân một ý muốn chung là sự thay đổi hoàn toàn tình trạng xã hội Việt Nam trên các địa điểm để tìm một lối thoát. Điều kiện chủ quan, tức là tình hình nội tại, và điều kiện khách quan, tức là việc xâm nhập của giặc Chiêm ở ngoài vào, sẵn sàng dọn đường cho sự thay đổi đó. Từ đây xã hội Việt Nam đi dần sang con đường rẽ của lịch sử, dù muốn hay không, và cái động lực mạnh nhất đã làm sụp đổ Trần Triều, một dòng họ ngự trị dân tộc Việt Nam suốt 175 năm, đó là sự đồi bại của nền kinh tế trong nước. Quả vậy, từ đời vua Thái Tông đến cuối thế kỷ thứ 13, xã hội Việt Nam được no cơm, ấm áo, nhân dân được sống vui vẻ, đầy đủ, nên giặc Mông Cổ, ba phen vào cõi ta đã đánh bật họ ra một cách oanh liệt. Lời hịch của Hưng Đạo Vương đã nhắc đến thú cờ bạc, đàn hát, trọi gà, thú săn bắn, thú ruộng vườn, rõ đời sống của nhân dân bấy giờ quả có tốt đẹp. Trái lại, từ đời Dụ Tông, vua quan bất tài, bất lực, lại ăn chơi đàng điếm, xa xỉ, giai cấp phong kiến đốn mạc đến nỗi đẽo gọt cả quyền lợi lặt vặt của dân chúng. Bên ngoài, giặc Chiêm hàng năm sang đánh phá, cướp của giết người, càng làm cho cái ngai vàng của họ Trần thêm nghiêng ngửa và nhân dân điêu đứng thêm. Tình trạng này không thể tránh được một cuộc đảo lộn, chẳng do họ này thì cũng do họ khác. Giữa triều đường bấy giờ, Hồ Quý Ly có tài ba trội hơn mọi người, tất nhiên được tin dùng, lại thêm địa vị của ông là hoàng thân quốc thích nữa. Rồi ông bước lên sân khấu chính trị nước nhà giữa một thời thế vô cùng phức tạp. Tầng lớp lãnh đạo thì chỉ nhìn vào quyền lợi, địa vị riêng tư, sau này đối với ngoại không phân biệt được đâu là thù là bạn, lẽ thuận lẽ nghịch. Dân chúng thì đối phó, mất hết tin tưởng vào các nhà cầm quyền, như con thuyền không lái, bồng bềnh ngoài khơi, như chẳng còn biết đến bờ bến. Thật là não nề, thật là bi đát. Tiểu sử của Hồ Quý Ly. Dòng họ Hồ đối với lịch sử Việt Nam chỉ mới nổi tiếng từ khi có Hồ Quý Ly xuất đầu lộ diện. Ông Chu Thiên có lẽ là sử gia nghiên cứu về họ Hồ kỹ càng nhất, phát biểu một ý kiến ngờ vực về lý lịch của họ Hồ mà Khâm Định Việt Sử Thông Giám, tức là Cương Mục quyển 10, đã nêu ra bởi thiếu tài liệu xác thực để chứng nghiệm. Phần có thể lý lịch của họ Hồ đã bị xuyên tạc do những kỳ thị hẹp hòi của các nhà làm sử trước. Theo Khâm Định Việt Sử, Hồ Quý Ly là cháu bốn đời của Hồ Liêm. Ông tổ của họ Hồ là Hồ Hưng Giật, người tỉnh Chiết Giang, bên Tàu, về đời Ngũ Quý, 907 đến 959. Trôi giạt sang Việt Nam, làm quan và lập ấp ở làng Bèo Đột, Phủ Dĩnh Châu, nay thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đến đời Hồ Liêm, những người họ Hồ rời qua làng Đại Lai, thuộc tỉnh Thanh Hóa. Quý Ly làm con nuôi Lê Huấn, vì vậy đổi họ là Lê Quý Ly. Như vậy đến nay chưa tìm được một căn cứ nào rõ rệt để hiểu biết sự di truyền về sinh lý của dòng máu đã kết tinh thành những đức tính lỗi lạc và cương quyết của nhà chính trị đó. Quý Ly sau này chiếm được ngôi của nhà Trần, lấy lại họ cũ là họ Hồ,
đổi tên nước là Đại Ngu, tuyên bố rằng họ Hồ thuộc dòng dõi vua Nghiêu Thuấn ngày xưa. Quý Ly có là người Tàu hay không ta không cần biết, nhưng điều rõ rệt là Quý Ly đáng kể là một nhân vật lịch sử không tầm thường. Lại xét các người xung quanh Quý Ly, bên nội cũng như bên ngoại đều rất thông minh xuất chúng. Tỷ dụ Gia Từ Hoàng hậu, tức là em họ Quý Ly, vợ vua Duệ Tông, sử chép vua Duệ Tông đi đánh chiêm không trở về, bà gọt đầu đi tu. Vua Nghệ Tông lập con bà lên ngôi, tức là Đế Nghiễn, bà cố xin bãi việc này không được, sụt sùi phóc nói với những người xung quanh: con ta ít phúc, không gánh nổi việc lớn, lại đến mang họa vào mình mà thôi. Tiên quan ta sao vắng cõi trần, ta chỉ muốn chết theo, nữa là phải ở lại nhìn con mình lâm vào cảnh bi thảm. Quả nhiên sau này Đế Nghiễn bị hại. Chú thích: có sách chép là Đế Hiển. Hết chú thích. Sách Nam Ông Mộng Lục của Lê Trừng, tức là Hồ Nguyên Trừng, con cả của Hồ Quý Ly, in trong tập Hàm Phân Lâu Bí Cấp, xuất bản ở bên Tàu, chép bà tổ Hồ Quý Ly là con Nguyên Thánh Huấn, một nhà văn học chứ danh dưới đời Trần Thánh Tông và Nhân Tông. Tháng Chạp năm Bão Phủ thứ 2, 1274, Nguyên Thánh Huấn được cùng Nguyễn Sĩ Cố làm nội thị học sĩ, đọc sách với Thái tử Khâm, tức Nhân Tông, dưới quyền phụ giáo của thiếu sứ Lê Phụ Trần, sau làm đến chức Trung Thư Thị Lang, nổi tiếng văn thơ, được người đời bấy giờ gọi là Nam Phương Thi Tổ. Quý Ly lại có hai cô, lấy vua Minh Tông là con gái của quan thái y Phán Phạm Công Bân, rất giỏi nghề thuốc và công minh chính trực. Tóm lại, những căn cứ cận lai cho ta biết Hồ Quý Ly đã sinh ra ở những dòng máu cao quý, và những yếu tố này đủ tạo nên Quý Ly thành một nhân vật lịch sử có những cá tính hết sức đặc biệt. 9. Trần Duệ Tông, 1372-1377. Năm Nhâm Tý 1372, vua Nghệ Tông truyền ngôi cho Thái tử Kính lên làm Thái thượng hoàng. Thái tử Kính tức là vua Duệ Tông lấy Lê Thị làm hoàng hậu. Lê Thị là em họ Lê Quý Ly. Duệ Tông không nhu nhược như Nghệ Tông, nhưng việc triều chính vẫn do thượng hoàng quyết đoán. Thuở ấy, Chiêm Thành thường đem quân sang quấy nhiễu, vua Duệ Tông liền cho huy động binh mã mở cuộc Nam Chinh. Ngài hạ chiếu luyện tập quân đội, sửa soạn chiến thuyền, đặt thêm quân hiệu. Quý Ly được cử làm tham mưu quân sự, Khoan Châu được đổi làm Nghệ An, Diễn Châu làm Diễn Châu Lộ, Lâm Bình Phủ làm Tây Bình Phủ. Dân chúng được lệnh sửa sang đường từ Thanh Hóa vào đến huyện Hà Hòa, tức huyện Kỳ Anh ngày nay. Năm Bính Thìn 1376, quân Chiêm lại sang phá Hóa Châu, mặc dầu Đình Thần cản ngăn, Duệ Tông quyết định cử binh đi chinh phạt. Quân dân Thanh Hóa, Nghệ An phải tải 5 vạn thạch lương vào Hóa Châu, và trước khi đoàn quân Nam Chinh lên đường có mở một cuộc duyệt binh tại Bạch Hạc dưới quyền chủ tọa của Thượng Hoàng. Cuộc chiến tranh này đáng lẽ không có, vì tuy thỉnh thoảng có sự quấy nhiễu, nhưng Chiêm Thành vẫn còn e ngại lực lượng của dân Việt. Ngay bấy giờ dưới quyền chế Bồng Nga, mặc dầu Chiêm hùng mạnh hơn bao giờ hết, Chiêm vẫn phải tiến cống Trần Triều. Năm ấy họ Chế đem cống 15 mâm vàng, trấn thủ Hóa Châu là Đỗ Tử Bình, một tên đại gian nịnh, lấy đi rồi dâng sớ về triều xin cử đại binh đi đánh Chiêm để trừng phạt về tội vô lễ. Lời sớ của Đỗ Tử Bình đã quyết định cuộc chiến tranh mà nhà Trần đã chuẩn bị. Quý Ly vận tải lương thực đến cửa bể Di Luân thuộc huyện Bình Chánh, tỉnh Quảng Bình, và tự lĩnh 12 vạn quân thủy bộ cùng tiến. Binh đội ngừng lại tại cửa Nhật Lệ, tức là làng Đồng Hới, huyện Phước Lộc, tỉnh Quảng Bình, một tháng để luyện tập. Năm sau là năm Đinh Tị 1377, quân Việt tiến vào cửa Thị Nại thuộc Quy Nhơn, phá được đồn Thạch Kiều, động Kỳ Mang, rồi tiến đến trước thành Đồ Bàn. Chế Bồng Nga lập kế trá hàng, cho nói dối rằng toàn thể quân Chiêm đã rút hết, thành bỏ không. Đại tướng Đỗ Lễ can Duệ Tông đừng đem quân vào thành. Duệ Tông không nghe, rồi quân ta tiến vào chiếm thành, liền bị bao vây đánh bốn mặt. Mặc dầu quân ta đông đảo, nhưng địch bố trí sẵn, nắm được trước thế hiểm, nên ta thua to. Duệ Tông tử trận, binh đội tổn hại 10/78. Đỗ Tử Bình điều khiển hậu quân không dám tiếp cứu, Quý Ly cũng bỏ chạy. Sau trận này, Đỗ Tử Bình bị giáng xuống làm lính. 10. Trần Phế Đế, 1377-1388. Việc giao thiệp với nhà Minh.
Chiêm Thành phá Thăng Long, âm mưu trừ Quý Ly thất bại. Duệ Tông mất rồi, Thượng Hoàng Nghệ Tông lập con của Duệ Tông là Nghiễn, tức là Hiển, lên nối ngôi, tức là vua Phế Đế. Tình thế nước ta lúc này thật đáng buồn, nhân dân thì đói khổ, triều đình thì nhút nhát, quân đội thì suy nhược. Mỗi lần giặc chiêm đến là mỗi lần cuộc khủng hoảng tinh thần lan tràn khắp nước. Nhà vua phải đem của đi chôn giấu ở núi Kiện Khê thuộc Thanh Liêm, Hà Nam. Các quan khoanh tay nhìn thời cuộc, trông vào đâu? Triều đình còn không tin đến binh lực của mình, phải cầu cứu đến lũ tăng nhân là bọn đại nạn thiền sư để chống nhau với giặc chiêm. Trách gì sau này thầy chùa Phạm Sư Ôn chẳng nổi loạn. Việc bảo vệ đất nước đã bất lực rõ rệt, người dân đã cực khổ lầm than, lại còn bị chồng chất thuế má nặng nề lên đầu lên cổ. Để cứu cái tình trạng tài chính nguy ngập vì công khố sạch trơn cả gạo thóc, tiền bạc lưu hành trong dân chúng cũng cạn sạch. Đỗ Tử Bình đề nghị bắt mỗi xuất đinh, bất kể còn sống hay đã chết, mỗi năm phải đóng 3 quan tiền thuế. Thuế thân sinh ra từ đấy, dĩ nhiên vô kế khả thi, triều đình phải chấp thuận. Tóm lại, bộ máy cai trị bị tê liệt, nền kinh tế thương mại bị ngưng trệ, lực lượng quốc gia tan rã, vận mệnh dân tộc rất là nguy khốn. Đây là một thời vô trách nhiệm, vô trật tự, đẳng cấp phong kiến, quan liêu đến lúc suy vi mà giai cấp nho sĩ, trí thức cũng tỏ ra ươn hèn. Đáng lẽ họ phải đóng trọn vẹn vai phù nguy, cứu khổ, vẫn đắm mình trong cái vũng từ trương, cử nghiệp. Họ không nhìn thấy sự nguy khốn của xứ sở. Rồi đây ta sẽ nhận thấy cái thái độ bị động và ngu tối ấy đã đưa nước Việt đến đâu. 1. Việc giao thiệp với nhà Minh. Trước năm Giáp Tý 1384, nhà Minh đã yên vị trên toàn cõi Trung Quốc, bắt đầu dòm ngó nước ta. Họ thường cho sứ bộ qua lại, nay yêu sách thứ này, mai đòi hỏi thứ kia, không ngoài mục đích sửa soạn việc xâm lăng là điều thường lệ của các đế quốc Bắc Phương từ trước đến giờ. Năm Giáp Tý, nhà Minh đòi ta nộp 5.000 thạch lương cung cấp cho binh đội của họ tại Vân Nam. Năm sau, ta lại phải đưa sang Kim Lăng 20 tăng nhân, gỗ quý và lương thảo. Triều đình nhất nhất tuân theo, không hề bàn luận đến cái nạn mất nước sờ sờ trước mắt. Một hôm, Thượng Hoàng Nghệ Tông đến thăm nhà trí sĩ Trần Nguyên Đán. Nguyên Đán là một vị tông thất và bậc cố lão, thấy quốc chính dã rời, rút về ở ẩn. Trong khi bàn việc nước, Nguyên Đán tâu: xin bệ hạ thờ nhà Minh như cha, coi Chiêm Thành như con, quốc gia mới có thể yên ổn, mà hạ thần khó chết cũng được ngậm cười nơi suối vàng. Thấy Quý Ly giữ ưu thế trong triều, Nguyên Đán kết thông gia với Quý Ly để san sẻ miếng đỉnh chung. Qua lời nói và việc làm của Trần Nguyên Đán, ta thấy rõ cái tinh thần bạc nhược của giai cấp lãnh đạo thời Trần Mạt. Không còn ai tính chuyện khôi phục tình thế, tập hợp lại mọi lực lượng quốc gia để giữ vững bờ cõi, mà chỉ có những ý tưởng thoái bại, cùng cầu an và chỉ tính chuyện cong lưng vái lại người ngoài để kéo dài cái kiếp sống thừa. 2. Chiêm Thành đả phá Thăng Long. Năm Đinh Tị 1377, vua Duệ Tông ngã gục trước thành Đồ Bàn, Việt quân đại bại, việc này làm tổn hại vô cùng uy thế của nước ta. Thắng được quân ta tại nội địa, người Chiêm không bỏ lỡ cơ hội ta đang suy bí. Ngay tháng sau đem đại quân ra đánh Thăng Long, triều đình cho quân giữ cửa Đại An, tức là thuộc Hưng Yên. Giặc dò biết liền vượt qua cửa Thần Phù, tức là sông Chính Đại, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Rồi cứ thế rầm rộ tiến vào Thăng Long, quân ta không giữ nổi, giặc thỏa chí cướp phá. Tháng 5 năm Mậu Ngọ 1378, quân Chiêm lại tấn công Nghệ An theo sông Đại Hoàng và đánh kinh thành lần nữa. Năm Canh Thân 1380, họ lại quấy nhiễu hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Nghệ Tông cử Lê Quý Ly lĩnh thủy quân và Đỗ Tử Bình dẫn lục quân vào trận đánh quân Chiêm đang hoành hành ở đây, Ngu Giang, huyện Hoàng Hóa thuộc Thanh Hóa. Lê Quý Ly giữ vững được phòng tuyến và đuổi được giặc. Chú thích: Đỗ Tử Bình lại được phục chức cũ. Hết chú thích. Năm Nhâm Tuất 1382, Quý Ly cùng tướng Đa Phương lại xuất quân đối phó với quân Chiêm tại Thanh Hóa. Quân nhà Trần giữ bến Thần Đầu thuộc Ninh Bình. Quân Chiêm không có đường tiến sâu vào đất ta như mọi lần, rồi bị đuổi ra khỏi đất Nghệ An. Sau trận Ngu Giang và Thần Đầu, quân thế của ta bắt đầu vững, cho nên ngay năm sau, Thượng Hoàng lại cử Quý Ly đi chinh phạt Chiêm Thành. Cuộc xuất binh này bất lợi,
thủy quân và tới cửa Nương Loan, bây giờ là huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thì bị bão, nhiều chiến thuyền bị đánh vỡ và đắm, quân ta lại phải rút về. Việc này vào tháng Giêng, thì tháng sau cùng năm, chế Bồng Nga lại cử binh Bắc tiến theo đường núi sấn vào đóng ở Quảng Oai. Tướng tận của ta là Mật Ôn giữ Châu Tam Kỳ thuộc hạt Quốc Oai, tỉnh thuộc Sơn Tây, bị Chiêm bắt mất. Địa điểm quan trọng này lọt vào tay giặc, Thượng Hoàng cùng Đế Nghiễn phải chạy sang Đông Ngạn, tức là Bắc Ninh, giao việc giữ kinh thành cho tướng Đa Phương, tình cảnh thật là thảm hại. 3. Âm mưu trừ Quý Ly thất bại. Tháng 8 năm Mậu Thìn, tức năm Sương Phù thứ 12, 1388, nhân có sao chổi hiện ở phương Tây, Đế Nghiễn đã lâu khó chịu về việc Thượng Hoàng tiên dùng Quý Ly, bàn với quan thái úy Thúc Ngạc, tức là con của Thượng Hoàng Nghệ Tông, anh họ của Đế Nghiễn, và bọn ngự sử đại phu Lê Á Phụ, tướng quân Nguyễn Khoái, Nguyễn Văn Nghê, Nguyễn Khá, Nguyễn Bát Sách, Lê Lạc, học sinh Lưu Trường, vân vân, mưu trừ Quý Ly. Nhữ Mai trầu học trong cung để lộ tin này ra ngoài, Quý Ly hoảng sợ bàn với thủ túc là Nguyễn Đa Phương và Phạm Cự Luận. Đa Phương khuyên Quý Ly chạy ra ngoài núi Đại Lai, tức là thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, để lánh mình đã. Cự Luận nói, một khi đã ra ngoài thì khó bề sống sót. Quý Ly càng luống cuống nói, hay là ta tự tận còn hơn để lọt vào tay người. Cự Luận tiếp, năm trước nhà vua đã giết Quang Phục Đại Vương Húc, tức là con Thượng Hoàng Nghệ Tông, Thượng Hoàng hẳn còn căm. Nay vua lại nghe lũ tiểu nhân sát hại công thần, đại nhân nên vào ngay. Tâu bảy lợi hại rằng, xưa nay chưa có ai bán con nuôi cháu, chỉ có chuyện bán cháu nuôi con, đó là lời ca dao từ xưa đến nay. Xong việc thì xin lập triều đình là tiện hơn cả. Triều đình tên là Ngang, là con của vua Nghệ Tông. Quý Ly nghe theo và mật tấu Thượng Hoàng và được như ý. Mấy hôm sau, Nghệ Tông nói thác là sắp tuần du ngoài An Ninh, thuộc Hải Dương, sai vời Đế Nghiễn vào. Đế Nghiễn tới, Nghệ Tông truyền giam vào chùa Tư Phúc và chùa Từ Phúc. Sau, Thượng Hoàng xuống chiếu như sau. Trước kia Duệ Tông đi đánh chiêm không trở về, dùng con nối ngôi cha là theo đạo xưa nay. Nhưng quan gia từ khi lên ngôi chưa hết tính trẻ con, giữ đức thông thường, thân với lũ tiểu nhân Lê Á Phụ, Lê Dữ Nghị, mưu hãm hại công thần, làm lung lay xã tắc nên giáng xuống làm Minh Đức Đại Vương. Mà nước nhà không thể không vua, vậy trước Chiêu Định Vương Ngang nối ngôi lớn, bá cáo trong ngoài đều cho nghe biết. Lúc giải Đế Nghiễn đi, bọn Nguyễn Khoái, Lê Lạc và đồng bọn muốn đem quân vào cướp vua, nhưng Đế Nghiễn viết hai chữ giải giáp và khuyên mọi người đừng trái mệnh Thượng Hoàng. Một lúc sau, Đế Nghiễn bị đem xuống phủ Thái Đường thắt cổ chết, bọn Nguyễn Khoái bị đày ra ngoài biên ải. Ngoài ra, những kẻ dự cuộc âm mưu, nhất là các tôn thất như Trần Nguyên Diệu, tức là em ruột của Đế Nghiễn, Trần Nguyên Đĩnh, tức là con anh ruột của Nghệ Tông, là Cung Tĩnh Vương Trác, và Thiếu Bảo Trần Tông, tức là nguyên viện trưởng Lạc Kha Thư Viện ở Cung Bảo Hà trên núi Phật Tích, Bắc Ninh, đều bỏ chạy qua Chiêm Thành rồi đem quân về đánh lại. Tại Hoàng Giang, bọn này bị Trần Cát Chân đánh bại, Nguyên Diệu bị giết, Nguyên Đĩnh, Trần Tông bị Quý Ly hạ lệnh bắt liền đâm đầu xuống bể. Còn dư đảng là Trần Thiêm Bình chạy qua Lào, tức là Luông Pha Băng, sau này dẫn đường cho quân Minh sang chinh phục nước ta. Còn một nhân vật trong phe phản động khó diệt trừ hơn cả là Thúc Ngạc. Bởi Thúc Ngạc là con vua Nghệ Tông, Quý Ly phải áp dụng một phương pháp khéo léo hơn. Trước khi Đế Nghiễn bị bỏ, Quý Ly vờ nói xin đề nghị Thúc Ngạc lên thay. Thúc Ngạc không nhận, nhân đó Quý Ly tâu với Nghệ Tông. Quan thái úy, tức là Thúc Ngạc, từ ngôi vua là người có đức lớn, xin ra phong cho xứng. Nghệ Tông liền phong cho Thúc Ngạc làm Trang Định Vương. Ngạc nghe chuyện, biết quỷ kế của Quý Ly lấy làm sợ hãi. Quỷ kế đó là nâng cao kẻ địch để tỏ sự công bằng vì quyền lợi quốc gia, rồi sau này sẽ hạch tội vì không có vẻ là vì tư thù. Quả vậy, sau này Ngạc bị Quý Ly giảm pha luôn, liền bỏ trốn ra Vạn Ninh, tức là Hải Ninh thuộc Móng Cái. Quý Ly xin Thượng Hoàng cho Ninh Vệ tướng quân Nguyễn Nhân Liệt đuổi theo triệu về. Quý Ly ngầm sai Nhân Liệt đánh chết Ngạc, rồi về man tấu là Ngạc kháng mệnh
và đánh sứ giả nên bị chúng giết chết. Nghệ Tông giận lắm, truy giáng Ngạc xuống làm Man Vương. Mười một, Trần Thuận Tông, 1388-1398. Một, chế Bồng Nga tử trận. Hai, cuộc cách mạng của Hồ Quý Ly. Đế Nghiễn chết rồi, Thượng Hoàng lập con út của mình là Chiêu Đình Vương lên ngôi, tức là vua Thuận Tông. Lúc này các phần tử trọng yếu trong triều và ngoài quân đội đều ngả cả về Quý Ly, hoặc hết thảy đều là tay chân của họ Hồ. Giặc giã nổi lên khắp nơi. Tại Thanh Hóa, Nguyễn Thành tự xưng là Linh Đức Đại Vương tung hoành ở miền Lương Giang. Nguyễn Kỵ xưng Lỗ Vương chiếm xứ Nông Cống. Đáng chú ý hơn cả là bọn Phạm Sư Ôn, một tăng nhân lãnh đạo đám thầy chùa, chiêu tập được vài vạn quân vô lại nổi lên ở Quốc Oai thuộc Sơn Tây. Tháng Chạp năm Kỷ Tỵ, hiệu Quang Thái thứ hai, tức năm 1389, Phạm Sư Ôn có nhiều pháp thuật, tiếm xưng hoàng đế, phong Nguyễn Mai, Nguyễn Khả Hành làm hành khiển, tức là tể tướng, chia quân ra làm ba vệ: vệ quân thần kỳ, vệ dũng đấu và vô hạn, đem quân hùng hổ tấn công vào kinh đô. Việc loạn của Phạm Sư Ôn lúc đầu rất có thanh thế và đã nhằm vào lúc vô cùng nghiêm trọng, nghĩa là giặc Chiêm đang uy hiếp quân ta ở Hoàng Giang, gần sát kinh thành. Nghệ Tông Thượng Hoàng và Thuận Tông phải lánh mình sang Bắc Giang, Sư Ôn vào đóng ở kinh đô trong 3 ngày, sau lại lui về Nộn Châu thuộc Quốc Oai. Đối phó với quân Chiêm, đô tướng Trần Khát Chân đang xuất toàn lực chống đỡ mặt trận Hoàng Giang, vậy mà phải theo lệnh Quý Ly chia một phần binh đội do Tả Thánh Dực tướng quân Hoàng Phụng Thế cầm đầu ra sông Miệt Giang, tức là khúc sông nối Hoàng Giang và Hát Giang, về dẹp Phạm Sư Ôn giữa lúc họ Hoàng đang cầm cự với tướng Chiêm là La Khải. Phụng Thế khai lòng sông cho thuyền tiến lên đánh úp được quân giặc, bị đánh và bao vây bất ngờ, Sư Ôn, Khả Hành và Nguyên Mại bị bắt rồi bị giết cả. Cuộc nổi loạn này cáo chung thì cái ao oai quyền của nhà chùa đối với dân chúng và các nhà cầm quyền cũng không còn mảy may nào nữa. Một, chế Bồng Nga tử trận. Trên đây đã có nói vụ loạn Phạm Sư Ôn nổ bùng ra đồng thời với việc quân Chiêm tấn công vào nước ta từ Thanh Hóa trở ra. Giai đoạn đầu quân Chiêm giữ được ưu thế, quân của Quý Ly đóng ở Cổ Võ, đóng cọc ngăn sông giữ được 20 ngày. Giặc giả vờ rút quân nhưng bên trong thì cho thi hành kế phục binh. Quý Ly đem hết quân thủy bộ đuổi theo bị giặc ùa ra đánh phá, giết được quân ta rất nhiều. Quý Ly chạy về kinh, tỳ tướng là Nguyễn Đa Phương và Phạm Khả Vĩnh ở lại chống nhau với quân Chiêm ở Ngu Giang. Nhưng thấy thế giặc mạnh, giả tảng dàn thuyền chiến để đánh, nhưng đến đêm rủ nhau rút lui hết. Qua tháng 1, giặc lại uy hiếp ở Mạn Hoàng Giang, đô tướng quân Trần Khát Chân được cử đi chống nhau với giặc. Vua tôi cùng khóc giữa lúc quân tiến lên đường. Khát Chân đến Hoàng Giang không tìm được căn cứ thuận tiện liền xuống đóng ở Hải Triều, thuộc địa phận Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình. Tháng Giêng năm Canh Ngọ 1390, chế Bồng Nga dẫn hơn 100 chiến thuyền tiến lại gần địa điểm của ta để dò xét trận thế. Một tên đầy tớ của họ Chế vì bị tội trốn sang bên ta chỉ rõ thuyền của Chế đang đứng thị sát. Khát Chân liền tập trung hỏa lực bắn vào thuyền của chế Bồng Nga. Chiêm Vương trúng đạn bị chết, quân ta ùa ra đánh, quân Chiêm bỏ chạy hết, đầu chế Bồng Nga được cắt đem về dâng vua. Thượng Hoàng tự ví mình như Hán Cao Tổ, thấy đầu Hạng Vũ. Tướng Chiêm La Khải đem xác chế Bồng Nga hỏa táng rồi thu quân về nước, chiếm ngôi vua. Hai người con của chế Bồng Nga chạy sang hàng nhà Trần được phong tước hầu. Tháng Chạp năm Giáp Tuất 1394, Thượng Hoàng Nghệ Tông qua đời, tính ra ngài trị vì được 3 năm, làm Thượng Hoàng 27 năm, thọ 74 tuổi. Phê bình Nghệ Tông, tác giả Việt Nam Sử Lược viết: Nghệ Tông là một ông vua rất tầm thường, chí khí đã không có, chí lực cũng hèn kém. Để cho kẻ gian thần lừa đảo, giết hại cả con cháu họ hàng, xa bỏ kẻ trung thần nghĩa sĩ, cứ yêu dùng một Quý Ly cho nhiều quyền thế đến nỗi làm siêu đổ cơ nghiệp nhà Trần. Dẫu rằng đến khi vận nước đã suy, không có điều này cũng có điều nọ, tựa hồ người đã già không phải bệnh nọ thì cũng mắc bệnh kia. Nhưng cứ sự thực mà xét, cũng vì do vua Nghệ Tông cho nên cơ nghiệp nhà Trần mới mất về tay Quý Ly, mà cũng vì sự rối loạn ấy cho nên giặc Minh mới có cớ mà sang cướp phá nước Nam trong 20 năm trời.
Lời phê bình này chỉ căn cứ vào những việc đã xảy ra theo điều tai nghe mắt thấy và có thể áp dụng vào trường hợp của bất kỳ một ông vua nào khi một vương triều đến lúc suy mạt. Đại khái mấy ông vua cuối cùng của nhà Lý cũng như mấy vị hoàng đế chót của nhà Trần, cho tới sau này con cháu của vua Lê Thái Tổ đều cũng vì những chỗ bất tài, bất lực mà mất ngôi. Định luật của lịch sử cũng như công lệ của tạo vật không ngoài nguyên tắc ưu thắng liệt bại. Như vậy, thiết tưởng việc phê bình những ông vua bất lực không khỏi là làm một sự nhàm thường vô vị. Một vấn đề cần phải suy xét là cơ cấu của nền quân chủ Việt Nam về phương diện tổ chức và điều hành cùng mọi ảnh hưởng và mối tương quan của nó với đời sống của nhân dân qua lịch trình tiến hóa của dân tộc. Chúng tôi sẽ xin bàn tới trong những trang dưới đây, rồi do đó chúng ta sẽ thấy vì sao những ông vua cuối cùng của hầu hết các vương triều đã là nạn nhân của các chuyện đa đoan bi thảm. 2. Cuộc cách mạng của Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly xuất thân chỉ là chỉ hậu chánh trưởng, một chức quan hầu trong cung điện. Tháng 5 năm Tân Hợi, tức năm Thiệu Khánh thứ 2, 1371, dưới đời Nghệ Tông, bước tiến trên hoạn lộ của họ Hồ đã nhanh như gió. Chẳng bao lâu, Quý Ly được thăng tới chức đại sứ khu mật và được kết duyên với em gái vua là Huy Ninh công chúa, vợ quá của tông thất Trần Nhân Vinh. Tháng 9 năm ấy, Quý Ly được cử đi Vô Yên dân Nghệ An và được giao phong Trung Tuyên quốc thượng hầu. Tháng Giêng năm Ất Mão, tức năm Long Khánh thứ 3, 1375, Duệ Tông cử Quý Ly kiêm chức tham mưu quân sự, được toàn quyền định đoạt các việc quân và xếp đặt các thứ vị về võ chỉ huy từ các tông thất trở xuống. Năm Bính Thìn 1376, tháng Chạp, cùng Duệ Tông đi đánh Chiêm, Quý Ly đảm nhận việc đôn đốc lộ Nghệ An, phủ Tân Bình, các châu Thuận Hóa, vận lương thực cho quân đội đến cửa bể Di Luân thuộc Quảng Bình. Tháng Giêng năm Kỷ Mùi, năm Xương Phù thứ 3, 1379, dưới đời vua Đế Nghiễn, tức là Đế Hiển, Quý Ly thăng chức tư không kiêm khu mật đại sứ. Tháng 2 năm Canh Thân, tức năm 1380, Chiêm Thành cướp phá mấy tỉnh đường trong, Quý Ly lĩnh thủy quân, Đỗ Tử Bình lĩnh lục quân đi dẹp. Quý Ly đại thắng quân Chiêm ở Ngu Giang, tức là phân lưu sông Mã, nay thuộc phủ Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đỗ Tử Bình cáo ốm trả binh quyền. Quý Ly giữ luôn cả lục quân với danh hiệu đô thống chế đạo Hải Tây. Tháng 3 năm Đinh Mão, tức năm 1387, Quý Ly thăng chức đồng bình trương sự, tức là tể tướng, được Nghệ Tông ban cho cờ kiếm đề hai câu văn võ toàn tài quân thần đồng đức. Tháng 2 năm Giáp Tuất, tức năm Quang Thái thứ 7, 1394, dưới đời vua Thuận Tông, Thượng Hoàng Nghệ Tông cho vẽ tranh Tứ Phụ ca ngợi Quý Ly. Tranh Tứ Phụ vẽ bốn người hiền đời xưa có tài đức giúp vua giúp nước là Chu Công giúp vua Thành Vương nhà Chu, Hoắc Quang giúp vua Chiêu Đế nhà Hán, Gia Cát Lượng giúp vua Hậu Chúa nhà Thục Hán và Tô Hiến Thành giúp vua Cao Tông nhà Lý. Tháng 2 năm Ất Hợi, tức năm Quang Thái thứ 8, 1395, đời Thuận Tông, Quý Ly lên chức cao hơn hết trong triều đình là nhập nội phụ chính thái sư Bình Chương quân quốc trọng sự, tước tuyên trung vệ quốc đại vương. Tháng 3 năm Mậu Dần, tức năm Quang Thái thứ 11, 1398, Quý Ly tự xưng là Khâm Đức Hưng Liệt đại vương quốc tổ nhiếp chính. Xét cái niên biểu trên đây, Quý Ly tiến nhanh không thể nói được và cũng không hề bao giờ bị giáng trong 27 năm. Được Nghệ Tông và các vua nhà Trần trọng dụng, mặc dầu gặp nhiều lực lượng phản động rất mạnh, mấy phen định lật nhào họ Hồ trên cái thang danh vọng. Ta hãy kiểm điểm những công việc Quý Ly đã làm để có một ý niệm xác đáng về nhà chính trị đó. Cải cách chính trị. Họ Hồ vừa bước chân vào trường chính trị đã để ý ngay tới việc cải cách quốc gia trên mọi địa điểm. Có xét kỹ chương trình cải cách của họ Hồ từ 1374 mới hiểu tình trạng nước ta vô cùng khó khăn và nguy quẫn vào cuối thế kỷ thứ 14. Và cũng nhân đó ta mới thấy họ Hồ trong 27 năm quyền khuynh thiên hạ đã không hẳn được ngồi yên để hưởng công danh phú quý. Sự thật họ Hồ đã làm việc rất nhiều và có thiện chí đưa nước nhà đến chỗ hùng mạnh nhất. Đến chỗ hùng mạnh, nhất là họ Hồ có con mắt tinh đời trước cái nạn cường lân ngoại địch khi có đang đe dọa trước mắt. Chỉ tiếc rằng trong 27 năm họ Hồ cầm chính quyền gặp nhiều trở lực nên các việc cải cách đã có nhiều phen bị ngưng trệ.
Và sau khi lên ngôi, tuy nhà Hồ vẫn xúc tiến các cuộc cách mạng quốc gia, nhưng chưa được bao năm thì bị sụp đổ. Đối với xã hội Việt Nam, một xã hội hoàn toàn nông nghiệp, xã thôn là nền tảng, chế độ và tổ chức xã thôn xuất hiện từ đời Trần có đầy đủ nguyên tắc dân chủ, vì xã thôn có những quy lệ riêng do các phong tục tập quán được nhân dân tôn trọng cấu tạo. Nó là ý dân ở từng địa phương một, nó đã gây nên một chế độ tiểu quốc gia trong một quốc gia và đã xây dựng được nền tự trị của nó về kinh tế, chính trị cũng như văn hóa. Câu phép vua thua lệ làng đủ tỏ cái uy tín của xã thôn đối với nhân dân Việt Nam cũng như đối với các nha đương đạo, nhất là các xã thôn, tức là đại tiểu tư xã, đại tư xã, tiểu tư xã. Lại do các quan từ lục phẩm trở lên là những người có học, cầm cương nảy mực. Xã thôn có nhiều uy quyền nên đã phát triển được mọi sáng kiến, mà vì đó nhiều tục lệ của xã thôn được các nhà đương đạo mặc nhiên công nhận. Nhưng từ đời Nghệ Tông, chế độ xã thôn cũng vì hoàn cảnh chung đời bấy giờ mà sinh ra nhiều sự đồi tệ. Quý ly bỏ các ti xã đặt chức quản giáp cũ thay thế, để việc cai trị bớt tính cách phân quyền và tránh cho nhân dân nhiều điều phiền phức. Vừa lên chức khu mật đại sứ, Quý Ly đã đi kinh lý toàn hạt Nghệ An, xem xét tình dân, rồi tháng 8 năm sau xin chiếu bắt các lộ làm sổ chứng tịch. Tháng 4 năm Đinh Sửu, tức năm Quang Thái thứ 10, 1397, triều Thuận Tông, Quý Ly đổi các lộ ra trấn, Thanh Hóa đổi ra Thanh Đô trấn, Quốc Oai đổi ra Quảng An, Quảng Oai trấn, Đà Giang đổi ra Thiên Hưng trấn, Nghệ An đổi ra Tân An trấn, Trường An đổi ra Thiên Quan trấn, Diễn Châu đổi ra Vọng Giang trấn, Lạng Sơn phủ đổi ra Lạng Sơn trấn, Tân Bình phủ đổi ra Tân Bình trấn. Cai trị các trấn vẫn là các an phủ chánh phó sứ, phủ đặt chánh phó trấn phủ sứ, châu đặt thông phán, thiêm phán, huyện đặt lệnh úy, chủ bạ, lộ coi phủ coi châu, châu coi huyện. Lộ nào cũng phải lập sổ sách về việc đinh điền, tiền, thóc, kiện tụng. Cuối năm phải đệ trình về kinh để xét lại. Tháng 3 năm Canh Thìn, tức năm Kiến Tân thứ 3 1400, đời Thiếu Đế, lúc này họ Hồ đã thay họ Trần. Quý Ly đặt chức liêm phòng sứ ở mỗi lộ bí mật kiểm soát hành vi của các quan lại và dân tình, không khác gì chức thanh tra chính trị và hành chính trị ngày nay. Nhân đây cần phải nhắc lại, Quý Ly rất nghiêm đối với những kẻ vi phạm luật pháp và thượng lệnh. Tỷ dụ, trong trận Ngu Giang, Quý Ly phái Thần Vũ tướng quân Nguyễn Kim Ngao, thị vệ tướng quân Đỗ Dã Kha tiến đánh giặc Chiêm. Kim Ngao thấy giặc mạnh quay thuyền trở lại, tức thì Quý Ly cho chém đầu Kim Ngao để nghiêm quân luật trước sĩ tốt. Trận ấy, quân ta thắng chế Bồng Nga, và từ đó Quý Ly chiếm cả quyền thống chế binh vụ của Đỗ Tử Bình. Trước năm Binh Tý 1396, theo đề nghị của Vương Như Chu, Quý Ly cho chỉnh đốn lại phẩm phục của các quan. Về áo, nhất phẩm mặc áo tím, nhị phẩm mặc áo đỏ tươi, tam phẩm mặc áo hồng, tứ phẩm mặc áo lục, ngũ lục thất phẩm mặc áo sắc biếc, bát cửu phẩm mặc áo sắc xanh. Về mũ, các quan từ lục phẩm trở lên đội mũ cao sơn, võ từ lục phẩm lên đội mũ chiết sung, tông thất đội mũ phương thắng đen, chức cao mà không có tước phong thì đội mũ dốc đinh, thất phẩm đội mũ thái cổ, tòng thất phẩm đội mũ tân hoa, vương hầu đội mũ viên du, ngự sử đài đội mũ khước phi. Chưa khảo rõ được hình thức các thứ mũ. Do chỗ cải cách này ta hiểu về phẩm phục trước đời Quý Ly chưa có thứ tự, việc này tuy không quan trọng nhưng tỏ rằng Quý Ly không những chỉ lo các việc lớn mà còn nghĩ đến cả các việc nhỏ. Cải cách quân sự. Ngay từ tháng 8 năm Quý Sửu, tức năm Long Khánh Nguyên Niên 1374, Quý Ly đã cho sửa đổi lại việc quân, đóng nhiều chiến thuyền và tuyển mộ trai tráng chia làm 3 hạng xung vào quân địch. Để tránh việc ẩn lậu, Quý Ly cho làm sổ hộ tịch ghi tên những người từ 2 tuổi trở lên, số người có thể động viên từ 15 tuổi đến 60, hơn gấp mấy phần lúc trước. Cũng ngày này năm sau đặt thêm quân hiệu, trước kia quân túc vệ chia ra làm 4 thiên, 4 thánh, 4 thần. Nay đặt thêm các quân uy tiệp, bảo tiếp, long dực, thần dực, điện hậu, phân biệt bằng các màu sắc trên trán như sau. Quân túc vệ trán vẽ đen, quân mới tuyển trán nhuộm tím, Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa đặt quân hiệu riêng. Tháng Giêng năm Mậu Ngọ, tức năm Xương Phù thứ 2, 1378,
những người khỏe mạnh, am hiểu võ nghệ được lựa làm vệ sĩ giám đốc việc quân. Trần Ngoạn được cử làm quản quân Thiên Đình, Bùi Hấp quản quân Thiên Uy, Hoàng Phụng Thế quản quân Thánh Dực, Trần Thế Đăng quản quân Thần Dực, Bùi Bá Ngang quản quân Thần Sách, Nguyễn Kim Ngao quản quân Thần Vũ, Trần Trung Hiếu quản quân Bảo Tiệp, Trần Bang quản quân Thị Vệ, Nguyễn Văn Nghê quản quân Thiết Giáp, Nguyễn Hộ Lê quản quân Thiết Liêm, Nguyễn Khánh Dư quản quân Thiết Hộ, Trần Quốc Hưng quản quân Ô Đồ. Quý Ly lại đặt thêm chức đô đốc, đô hộ, đô thống, tổng quản thái thú bên cạnh các anh phủ chánh phó sứ các lộ, các phủ. Hồi đó con trai Hồ Quý Ly là Hồ Hán Thương lĩnh chức đông đô, đô hộ phủ, Thái Bảo Trần Nguyên Hãng lĩnh Bắc Giang đô thống phủ, Trần Nguyên Chữ lĩnh Tam Giang đô thống phủ, Thiếu Bảo Vương Nhữ Chu coi mọi việc quân dân Thiên Trường phủ, hành khiển Hà Đức Lân kiêm thái thú Tân An phủ. Dưới đời Hồ Hán Thương, Nam Bắc phân ra làm 12 vệ, Đông Tây phân làm 8 vệ, mỗi vệ có 18 đội, mỗi đội có 18 người. Đại quân có 30 đội, trung quân có 20 đội, mỗi doanh có 15 đội, mỗi đoàn có 10 đội. Còn những cấm vệ thì chỉ có 5 đội do một đại tướng thống lĩnh, tổng số quân đời bây giờ có chừng 10 vạn. Về thủy quân, để đề phòng các ngã sông và các cửa bể, Quý Ly hạ lệnh cho các địa phương đóng cọc gỗ để chặn đường tiến của giặc và cho sửa lại các chiến thuyền theo lối mới gọi là thuyền cổ lâu. Thứ thuyền lớn đóng bằng sắt ở trên, ở sàn đi. Ở dưới, cứ hai người chèo cho chống một dầm, rất tiện việc chiến đấu. Tức là từ năm 1405 đến 1406. Đặt ra 4 kho quân khí, tức là xưởng công binh tuyển các thợ giỏi để chế tạo khí giới. Đáng để ý, Quý Ly rất lưu tâm từ lâu đến việc mở mang quân đội để bành trướng thế lực của mình và để đề phòng việc ngoại xâm. Quý Ly hiểu rõ nhà Minh thế nào cũng có ý định động binh qua đất Việt, dù chính sách ngoại giao của Trần Triều thuở đó rất mềm dẻo. Tới khi nắm được hết quyền hành trong tay, tức năm 1400, Quý Ly thiết lập giáo giết chế độ quân sự khắp nước, biết rằng việc băng giao với Minh Triều sớm muộn sẽ đứt đoạn. Chẳng vậy, ông thường tỏ lòng thắc mắc với quần thần: làm thế nào để có nổi 100 vạn quân để chống nhau với giặc Bắc? Xét các cuộc va chạm với Chàm dưới thời toàn thịnh của họ, ta phải công bằng mà nhận rằng năm Canh Thân, tức năm Sương Phù thứ tư 1380, chế Bồng Nga phải bỏ chạy, và năm Canh Ngọ, tức năm Quang Thái thứ 3, 1390, họ chế phải bỏ mạng trên dòng Hoàng Giang là nhờ ở sự cải cách binh bị và quân kỷ sắt thép của họ Hồ. Cải cách kinh tế. Các nhà trí thức khảo duyệt hành động của các nhân vật lịch sử đều nhận rằng những cải cách kinh tế và văn hóa của Hồ Quý Ly là một điều xuất sắc đặc biệt nhất từ xưa đến nay. Lời khen người đó có đúng chăng? Thuở đó, nhà chính trị họ Hồ đã đứng trước một xã hội Việt Nam đầy đói khổ, một chính phủ với kho tàng rỗng tuếch, một cuộc khủng hoảng tinh thần và vật chất lan tràn từ triều đường ra tới các nơi dân dã. Bằng cách gì nhà chính trị đó xoay đổi lại thời cục? Để cứu nạn đói, vì nạn đói sinh ra loạn ly, chính sách quyên thóc được thi hành, ai có thóc cúng cho nhà nước thì được phong tước, tùy theo chỗ hằng tâm, hằng sản nhiều ít. Năm Kỷ Mão, tức năm Long Khánh thứ 3 1370, có chiếu bắt buộc các nhà giàu ở các lộ phải nộp thóc cho nhà nước để đổi lấy tước phẩm. Để tập trung các tài nguyên quốc gia vào tay chính phủ, Quý Ly cho phát hành tiền giấy vào năm Đinh Sửu, tức năm 1397, điều chưa hề có ở nước ta từ thượng cổ đến bấy giờ. Tiền giấy tiện lợi cho việc lưu thông và việc thương mại thế nào ai nấy đều biết. Và ta cũng nên nhớ rằng các tư gia thuở xưa sợ loạn ly hay có thói tích trữ và chôn giấu tiền bạc. Việc đó rất có ảnh hưởng cho nền kinh tế quốc gia đối với bất cứ thời nào. Tiền giấy có 7 hạng: giấy vẽ rêu bể ăn 10 đồng tiền, giấy vẽ sông nước ăn 30 đồng tiền, giấy vẽ đám mây ăn 1 tiền, giấy vẽ con rùa ăn 2 tiền, giấy vẽ con lân ăn 3 tiền, giấy vẽ con phượng ăn 5 tiền, giấy vẽ con rồng ăn 1 quan.
ai làm tiền giấy giả phải tội tử hình, tịch thu tài sản. Ai có một quan tiền thực được đổi lấy một quan hai tiền giấy, tiền đồng phải đem nộp kho đổi lấy tiền giấy. Người nào giấu giếm và mang tiêu sẽ phải tội như người làm tiền giấy giả vậy. Đồng thời với việc phát hành tiền giấy, Quý Ly ban hành các đồ đo lường, tức là cân, thước, đấu, thưng, để dân gian có độ mực nhất định trong việc buôn bán. Chức giám thị được đặt ra để kiểm soát việc buôn bán và các điều luật thương mại, cấm nhân dân tự ý tăng giá hàng và đóng cửa hàng. Mục đích tránh nạn đầu cơ, tích trữ và giữ giá trị cho tiền giấy của nhà nước. Năm Nhâm Thìn 1401 có lập ra một thứ thuế đánh vào các thuyền buôn. Thuyền buôn chia ra làm 3 hạng. Hạng nhất phải nộp mỗi chiếc 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng 3, 3 quan. Việc buôn bán hồi đó bắt đầu phát đạt, mặc dầu dân chúng vẫn chuyên về nông nghiệp. Năm Mậu Dần 1398, Quý Ly hạ lệnh đo đạc lại ruộng đất, hạn cho các quan lại địa phương phải chu tất việc này trong 5 năm vì nhiều ruộng đất có sự ẩn lậu. Các quan lộ, phủ, châu, huyện phải sức cho các điền chủ khai rõ số ruộng đất mình có rồi biên họ tên vào một cái thẻ cắm trên thửa ruộng. Một hội đồng gồm các quan địa phương thân hành đến tận nơi kiểm soát và đo lại rồi lập thành điền bạ. Thổ ruộng nào không có người khai sẽ lấy làm công điền. Việc này tiếc thay chưa làm xong thì nhà Hồ đã mất. Do việc đạt điền, nhà nước thâu được thêm tiền thuế và có thêm một số ruộng công để chẩn cấp cho dân nghèo. Cải cách xã hội. Trong chương trình cải cách xã hội, Quý Ly còn đi mạnh hơn nữa. Đó là việc phân chia lại điền địa vào năm Đinh Sửu, tức năm 1397, là năm Quý Ly đã lên tới bậc chót của cái thang danh vọng. Xét ra, nếu Quý Ly không nắm được ưu thế tuyệt đối về quyền hành thì khó lòng mà thi hành được sáng kiến này. Có lẽ ông đã nhận thấy chế độ tư hữu tài sản của Trần Triều bành trướng quá mạnh, đang ảnh hưởng tai hại cho đời sống của dân tộc, do nhân khẩu mỗi ngày tăng ra một nhiều thêm, không có cách gì dẹp yên các mầm loạn hơn là cách hạn chế tư sản để cứu vãn cơm áo của đại chúng. Họ Trần trước đây đã khai sinh ra chế độ nô tỳ hoành, là một chế độ nông nô dùng vào việc đắp đê ngăn nước mặn ngoài biển để mở ruộng, lập thành trang trại. Những trang trại đó đã vì mồ hôi nước mắt của dân nghèo mà có, thì nay trả lại cho dân nghèo để họ có kế sinh nhai. Nay theo tân sách, trừ các bậc đại vương và trưởng công chúa, không ai được cấy quá 10 mẫu ruộng. Số ruộng thừa phải nộp cho nhà nước. Ngoài ra, ai có tội hay bị giáng truất đều được lấy ruộng để chuộc tội. Đủ hiểu chính sách cải cách điền địa được áp dụng mọi phương tiện, thích nghi và rất rộng rãi. Đi đôi với việc trên, việc xu thuế cũng được sửa đổi lại. Mỗi mẫu tư điền theo chế độ cũ, tức là thuế đinh có từ đời Trần, phải nộp 3 thăng thóc. Mỗi mẫu dân nộp từ 7 quan đến 9 quan. Thuế đinh mỗi suất nhất luật phải nộp 3 quan. Theo đề nghị của Đỗ Tử Bình được thi hành từ năm Mậu Ngọ, Xương Phù thứ 2, 1378. Năm Nhâm Ngọ, tức năm 1402, họ Hồ định lại ruộng tư điền mỗi mẫu phải nộp 5 thưng. Ruộng dâu chia làm 3 hạng, hạng nhất đóng 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng 3, 3 quan. Thuế thân tùy theo hoàn cảnh riêng của mỗi người, hạng vô sản và cô nhi quả phụ được miễn. Hạng có 5 sào phải nộp 5 tiền giấy, hạng có từ 7 sào đến 1 mẫu phải nộp 1 quan tiền giấy, hạng có 1 mẫu 1 sào đến 1 mẫu 5 sào nộp 1 quan 5 tiền giấy, hạng có 1 mẫu 6 sào đến 2 mẫu phải nộp 2 quan tiền giấy, hạng có 2 mẫu 1 sào đến 2 mẫu 5 sào đều phải nộp 2 quan 6 tiền giấy, hạng có 2 mẫu 6 sào trở lên nộp 3 quan tiền giấy. Riêng việc sửa đổi về xu thuế này không có lợi mấy cho dân, trái lại dân chúng phải đóng góp nặng hơn trước. Theo chế độ cũ đã thi hành đến năm Mậu Ngọ, tức năm 1378, thuế thân vẫn tính theo số ruộng. Ai có 1-2 mẫu ruộng mỗi năm phải đóng 1 quan tiền, ai có 3-4 mẫu phải đóng 2 quan, ai có 5 mẫu trở lên phải đóng 3 quan. Nhưng tổng quát mà nói, chế độ mới vẫn có lợi cho dân hơn chế độ cũ. Có lẽ từ năm Mậu Ngọ, tức năm 1378, đến năm Nhâm Ngọ, tức năm 1402, việc áp dụng đề nghị của Đỗ Tử Bình đã gây nhiều ác cảm trong dân chúng, nên Quý Ly có ý cải cách để thu phục lại nhân tâm. Cùng theo một đường lối với việc cải cách điền địa,
Quý Ly hạn chế cả việc dùng dân nghèo làm nô lệ. Ông đã không dung việc lạm quyền của giai cấp phong kiến, quý tộc, quan liêu, chia tay nhau tài sản quốc gia. Lẽ tất nhiên, ông phải bài trừ nốt việc bóc lột sức lao động của đám dân cùng đường. Lỡ bước trở nên tôi mọi. Xưa kia, các vương tôn, tông thất được thu dụng rất nhiều đầy tớ. Nay, mỗi nhà quý tộc chỉ được một số tùy theo phẩm trật, số thừa phải trả lại cho nhà nước. Đầy tớ được phân biệt bằng các dấu trên trán. Đầy tớ của nhà nước vẽ hỏa châu, đầy tớ của công chúa vẽ dương đương, đầy tớ của nhà đại vương có một khoanh đỏ, đầy tớ của các quan thất có căn nhất nhị phẩm có một khoanh đen, từ tam phẩm trở xuống hai khoanh đen. Việc hạn nô này còn có một ý định sâu sắc về chính trị nữa là giảm bớt thế lực của các quý tộc trung thành với họ Trần, hay là đám tông thất có quyền lợi sinh tử với vương triều. Cứu vãn vấn đề dân sinh và nạn nhân mãn ở Trung Châu sông Nhị bấy giờ đang rất nguy ngập bằng cách chia lại ruộng đất. Họ Hồ có lẽ chưa thoải ý vì cung nhường chưa đủ cho cầu, nên họ Hồ lại di chuyển những dân cùng vào làm ăn các miền đất đai mà Chúa Chiêm là Ba Đích Lại thua trận năm Nhâm Ngọ, tức năm 1402, phải dâng cho nước ta đất Chiêm Động và Cổ Lũy. Quý Ly chia hai nơi này ra làm bốn châu, Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa, đặt lộ Thăng Hoa để chi phối bốn châu. Chỗ giáp giới đất Chiêm thì đặt ra trấn Tây Ninh, Nguyễn Cảnh Chân được làm an phủ sứ lộ Thăng Hoa. Dân nghèo được tổ chức thành đoàn như quân đội, đưa cả vợ con đi theo, chia nhau chiếm hữu các nơi đất mới để khẩn hoang và lập nghiệp. Họ phải thích ở trên cánh tay tên châu mình trú ngụ. Vấn đề châu bò cũng được giải quyết, ai nộp cho nhà nước châu bò để cấp cho di dân đều được ban phẩm tước. Năm Quý Mùi, tức năm 1403, Quý Ly lập Quảng Tế Thự, tức là bệnh viện của chính phủ ngày nay, để chữa bệnh cho mọi người. Nguyễn Đại Năng là một thầy chuyên môn về khoa châm cứu, được cử ra trông nom. Để giải quyết nạn đói sau những vụ giặc giã, lụt lội, hạn hán, Quý Ly cho lập ở mỗi lộ một kho thóc gọi là kho Thương Bình, theo kiểu kho của quan lại Tư Nông đời Hán Tuyên Đế 73-49 trước công lịch. Lấy tiền công mua thóc lúc hạ giá, lúc giá hạ rồi bán rẻ cho dân lúc khó khăn hoặc đem trần cứu cho dân cùng. Hơn nữa, triều đình còn sức các lộ quan kiểm điểm số thóc của các đại điền chủ rồi đứng ra bán cho dân. Dĩ nhiên nhà nước định một giá hợp với hoàn cảnh của các người túng thiếu. Ngoài ra, ở các miền bể, triều đình cho đắp đê ngăn cản nước mặn để lấy thêm ruộng đất cho dân và khai thác các bến, các sông vùng Thanh Hóa, Nghệ An cho sự chuyên chở buôn bán thêm phần thuận tiện. Cải cách văn hóa. Nho giáo và tư tưởng của các hiền giả Trung Quốc từ Lý qua Trần được dân ta hết sức suy tôn. Chữ Nho giữ một ưu thế đặc biệt trong văn học và các giấy tờ hành chánh. Chữ Nôm dưới đời Trần mới chỉ được dùng trong các thi ca mà thôi. Cờ đến tay, Quý Ly vốn có tinh thần cải cách và óc độc lập, tự tin liền đề cao vai trò của văn chương quốc âm và dám lật nhào cả những lý thuyết bất khả xâm phạm qua bao nhiêu thế kỷ của các thánh hiền Trung Quốc. Năm Đinh Mão, tức năm Sương Phù thứ 11, 1387, được Thượng Hoàng Nghệ Tông ban cờ kiếm, Quý Ly làm một bài thơ nôm để tạ ơn. Năm Kỷ Hợi, Quang Thái thứ 18, tức năm 1394, Quý Ly dịch Thiên Vô Giật trong kinh thi là thiên chép lời của Chu Công ra quốc âm để dạy vua Thuận Tông. Năm Đinh Sửu, 1396, Quý Ly dịch xong pho kinh thi, dạy các nữ quan, hậu phi và cung nữ. Ông bỏ bài tựa của Chu Hy ở đầu sách rồi đề bài soạn ra sách Minh Đạo. Mở ngoặc đề sáng tỏ đạo Nho, đóng ngoặc dâng lên Nghệ Tông năm Nhâm Thân, tức năm Quang Thái thứ 5, 1392. Đáng kể là một cuốn sách phê bình triết học đầu tiên ở nước ta sau này, gồm 14 thiên khen Chu Công hơn Khổng Tử, tôn Chu Công làm bậc tiên thánh, Khổng Tử làm tiên sư và nêu bốn chỗ đáng ngờ. A. Khổng Tử đến chơi nhà hàng Nam Tử. B. Khổng Tử hết lương ở nước Trần. C và D. Công Sơn phất nhiễu, phất bạt với Khổng Tử, Khổng Tử muốn đi.
cũng trong sách này, Quý Ly kết tội Hàn Dũ, một danh sĩ đời Đường, đã bài Phật rất kịch liệt là đạo Nho, mở ngoặc nhà Nho ăn trộm, đóng ngoặc, và cho rằng các hiền giả đời Tống như Chu Mậu Phúc, Hiệu Liêm Khê, Trình Hiếu, Trình Di, Dương Thì, Lý Duyên Niên, La Trọng Tố, Chu Tử, tức Chu Hy, Hiệu Hối Am, có học rộng nhưng tài thường, không có tinh thần thực tế, chỉ chuyên nghề cắp lột văn chương tư tưởng. Ông Chu Thiên cho rằng chiếc roi mà họ Hồ đã quật vào mặt các nhà hiền giả kể trên có điều oan uổng vì họ Hồ quá thiên về thực hành mà quên mất điều trọng là hoàn cảnh thực tại chi phối các hiền giả đó. Muốn sao ta cũng phục họ Hồ có một tinh thần độc lập, chịu suy xét, dám tự tin, dám hoài nghi, không a dua hót bậy, nịnh sằng như đám nho sĩ trước và sau đấy, chẳng riêng gì ở Việt Nam. Nếu trong tư tưởng giới của ta hay của Trung Quốc có nhiều nhân vật lỗi lạc như họ Hồ, có lẽ văn minh, học thuật Á Đông còn rạng rỡ hơn nữa. Năm Đinh Sửu 1387, Quý Ly cũng sửa đổi việc học hành. Ông lại bỏ lối kén nhân tài bằng khoa cử mà bằng lối tuyển cử. Họ Hồ đặt ra ngạch học quan, xét việc học chỉ có tổ chức ở kinh thành, mà ở các châu, huyện thì hoàn toàn thiếu sót. Ông sức cho các lộ Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải Đông, mỗi phủ, châu phải đặt một viên học quan lo việc giáo hóa thanh niên. Nhà nước trích hoa lợi ruộng công, cung cấp một phần vào việc học hành đèn sách, một phần vào lễ sóc theo tỷ lệ phủ, châu lớn 15 mẫu, phủ, châu vừa 12 mẫu, phủ, châu nhỏ 10 mẫu. Các lộ quan phải liên lạc mật thiết với các học quan để xúc tiến việc giáo dục. Mỗi năm phải kén người giỏi tiến kinh để vua thân ra bài thi và tuyển lựa làm quan. Nhưng đến năm 1397, tức năm Quang Thái thứ 9, có lẽ việc tuyển cử không thuận tiện, nên Quý Ly đành trở lại lối thi cử trước đây. Trước đó việc thi không có định thể, nay Quý Ly định làm tứ trường văn thể mà bỏ phép ám tả. Trường đệ nhất làm bài kinh nghĩa có đủ mấy đoạn, phá đề, tiếp ngu, tiểu giảng, nguyên đề, đại giảng, chiết kết, hạn từ 500 chữ trở lên. Trường đệ tam ra chiếu, chế, biểu, mở ngoặc chiếu dùng thể văn đời Hán, chế biểu dùng lối văn tứ lục đời Đường, đóng ngoặc. Trường đệ tứ thi văn sách, hỏi kinh sử hay thời vụ, hạn 1.000 chữ trở lên. Ngoài ra, cứ thi hương năm trước thì thi hội năm sau, các thí sinh trúng tuyển còn phải qua một kỳ văn sách nữa do chính nhà vua ra đầu đề để định trên dưới. Đến năm Giáp Thân, tức năm 1040, là khi nhà Hồ đã ra đời, việc thi lại sửa đổi nữa. Họ Hồ đặt thêm một trường nữa để thi viết và làm toán pháp, đó là kỳ chung kết. Những người đã đỗ hương thí sang năm phải qua bộ lễ thi lại, có đỗ mới được tuyển dụng, rồi năm sau nữa mới thi hội. Vượt được kỳ thi này mới được là thái học sinh. Những người đỗ hương thi được miễn phu phen tạp dịch, năm sau phải thi lại ở bộ lễ nếu trúng tuyển được bổ chức quan nhỏ. Việc cải cách về thi cử này có lẽ đã phỏng theo lề lối của nhà Nguyên. Đứng trước những việc cải cách trên đây, ai đọc sử hay nghiên cứu lịch sử nước nhà đều nhận thấy Hồ Quý Ly là một nhân vật có kỳ tài, có óc thông minh thực tế phi thường, có đức tính cương quyết và nhẫn nại. Trên khắp mọi địa hạt, không những ông có nhiều sáng kiến, ông lại có một tinh thần cấp tiến mạnh mẽ, hướng về đại chúng. Nó làm ông xa hẳn những người đương thời, nhất là giới quý tộc, phong kiến, đã vì những việc cải cách trên đây mà căm thù ông kịch liệt. Cuộc đảo chính của Hồ Quý Ly. Tháng Giêng năm Đinh Sửu, tức năm Quang Thái thứ 10, 1397, Quý Ly cho khởi công việc xây thành Tây Đô ở Động Yên Tôn, nay còn dấu vết ở huyện Vĩnh Lộc, tục gọi là Tây Giai, lập miếu xã, mở mang phố phường, rồi thiên cả triều đình vào kinh đô mới. Các dân hạt Từ Liêm, Nam Sách phải vận tải gạch, ngói, gỗ, lại đến Tây Đô. Việc thiên đô này cần cho sự thoán đoạt được dễ dàng, có lẽ vì Tây Đô địa thế hiểm trở, tiện đường hành quân lui tới theo dọc Trường Sơn, hoặc muốn
dễ xa dư luận sĩ phu Bắc Hà lòng còn quyến luyến họ cũ, lại có thể dễ đề phòng họa xâm lăng của nhà Minh nữa, bởi Thăng Long ở giữa đồng bằng không lợi cho cuộc kháng chiến với giặc Mạnh. Ngay tháng 10 năm ấy, nhân vua Thuận Tông ngự giá Yết Lăng ở An Sinh, tức là Đông Triều, Quý Ly cho lệnh dong thuyền thẳng vào sông Đại Lai. Giờ đó làm thế nào cho việc thay bậc đổi ngôi được êm dịu? Nhất là lời thề cùng vua Nghệ Tông tháng 4 năm Giáp Tuất 1394 còn văng vẳng. Chú thích: Nghệ Tông vào năm tháng cuối cùng cũng có ý lo Quý Ly cướp ngôi, sai thợ vẽ tranh tứ phụ, tỏ ý ca ngợi và mong Quý Ly giúp dòng họ mình như Chu Công, Hoắc Quang, Gia Cát Lượng và Tô Hiến Thành. Tháng 4 năm Quang Thái thứ 7, lễ hội thề xong, Nghệ Tông báo Quý Ly: Bình Chương là họ thân, việc lớn nhỏ của nước nhà đều được ủy hết. Nay nước đang suy nhược, chẫm lại giải yếu, nếu quan gia có thể giúp được thì giúp, bằng tầm thường ngu tối thì khanh tự làm lấy. Quý Ly cởi mũ, dập đầu khóc tạ, chỉ lên trời thề: Hạ thần không hết lòng giúp vua nước, xin trời chu đất diệt, xin bệ hạ soi xét lòng thần, chớ quá lo xa vậy. Hết chú thích. Quý Ly liền lợi dụng đạo sĩ Nguyễn Khánh vào cung thuyết vua Thuận Tông nên đi tu tiên để lánh việc đời đầy hệ lụy. Vua Thuận Tông nghe theo, chuyển ngôi cho Hoàng Thái tử Án. Sau lời chiếu ban hành vào tháng 3 năm Mậu Dần, tức năm 1398, đại ý như sau: Chấm sớm hâm mộ trận gió huyền, không có lòng ở chốn nhà vàng, đức bạc mà giữ ngôi cao, khó lòng cam nổi. Huống chi bệnh tim thường cứ phát luôn, có hai phương hại đến tông xã và chính trị. Lời thề buổi trước quỷ thần đều đã nghe thấy, nên nay nhường ngôi để nối lâu dài nền lớn. Hoàng Thái tử Án lên ngôi vua có phụ chính thái sư Lê Quý Ly, lấy địa vị quốc tổ nhiếp chính. Chẫm tự làm thái thượng nguyên quân hàng đế hoàng đế, ăn chay ở cung Bảo Thanh cho thỏa lời nguyền thuở trước. Thái tử Án bây giờ mới lên 3, rồi Thuận Tông cũng không ra ở cung Bảo Thanh nữa. Ngài rời ra ở Ngọc Thanh Quan thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương. Tháng 4 năm sau, tức năm 1399, nội tẩm học sinh là Nguyễn Cẩn được Quý Ly sai ra giết. Thấy Nguyễn Cẩn có cử chỉ khác thường, Thuận Tông chột dạ hỏi: Mày ra chầu ta có ý định gì? Nguyễn Cẩn không nỡ nói ra điều y phải làm và cũng không đành lòng ra tay. Quý Ly liền đưa thư ra cho Cẩn nói: Nguyên quân không chết, mày sẽ chết thay. Cẩn phải dâng thuốc độc, Thuận Tông uống cũng vẫn không chết. Sau đến xạ kỵ tướng quân Phạm Khả Vĩnh đến thắt cổ Thuận Tông mới xong. Nhà Trần đến đây là hết, sau 175 năm ở ngôi với 12 đời vua. Hết chương 7 phần 3, tác phẩm Việt Sử Toàn Thư, tác giả Phạm Văn Sơn thực hiện, ban biên tập trang web vietsu.org năm 2021.